Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay để tiếp tục cái dự án Sub Online Estate của mình thì chúng ta hôm nay sẽ làm cái bundle. Bundle là gì? Mình giờ thử lĩnh vực dịch nhé. Bundle ở đây nghĩa là bó lại. Đối với MVC thì bundle là cái nơi là một cái nói chung là một cái hàm để nó gom những cái thư viện mà mình cần sử dụng trong trong cái dự án của mình, giống như là những cái JS thư viện server nè, thư viện Bootstrap, thư viện gì đó. Thì cái bundle này nó sẽ nén tất cả những cái thư viện đó lại cho nó nhẹ hơn, cho nó gọn hơn, mà chúng ta sẽ giảm cái dung lượng. Như vậy sẽ làm cho cái web mình nhanh hơn. Bây giờ trước tiên để làm á thì chúng ta phải cần tạo một cái file bundle confile.cs này. Nhưng mà trước khi tạo file cs này thì mình phải biết là mình cần sử dụng những cái thư viện gì. Thì ở đây mình sử dụng Bootstrap CSS framework để mà làm cái giao diện. Swift Alert, jQuery với cái file CSS riêng. Thì bây giờ trước tiên mình phải vào cái dự án của mình hôm qua. Mình tạo một thư mục mới. Những cái thư mục này đó là nó chứa những cái thư viện. Thì mình đặt là mình chuột phải vào cái reset, mình chọn là add new folder đặt content sẽ là nội dung, gõ hoa là đặt asset cũng được, không biết gì phải không. Rồi gõ hoa mình đặt là sự to là cái gì đó tùy các bạn, kho kho rồi. Rồi trong kho này mình sẽ bỏ những cái thư viện vào. Bây giờ mình cần thư Bootstrap thì mình lên, thì mình Bootstrap này á nó rất là dễ trong việc mà chúng ta xây dựng cái giao diện responsive và tải nó rộng rãi. Bootstrap này là của Swister. Chúng ta lên Google đánh Bootstrap, Bootstrap rồi chúng ta tải về thư viện thôi. Thì mình tải rồi thì mình copy vào thôi. Ở đây sẽ tìm Bootstrap. Đây, Bootstrap bây giờ là 3.5 gì đó. Thì cái thư viện Bootstrap á, mình cần cái Bootstrap min setup thì khoan đã, mình vào cái store này mình tạo cái folder Bootstrap đi. Rồi thì mình sẽ copy này vào Bootstrap, copy được kéo cũng được ha. Rồi và Bootstrap thì nó cần cái CSS là này. Bootstrap này là nó hiển thị cái dạng cho người ta có thể xem được, xem dễ. Còn Bootstrap.min này á nó sẽ nhẹ hơn, thấy không? Thì nó cũng giống vậy luôn mà nó nén lại. Và bây giờ mình sẽ cái Bootstrap.min tại vì mình không cần phải coi. Rồi mình bỏ vào thêm một Bootstrap.min CSS và Bootstrap.min.cs. Đây là một thư viện quan trọng nữa, đó là jQuery. Cái jQuery nó quan trọng nha các bạn. Bootstrap nó cũng dựa vào jQuery để nó làm. jQuery gốc có không ta? jQuery tầm lum. Giờ mình sẽ tìm một cái jQuery gốc. Workspace. Mình cứ tải jQuery thì bạn cứ Google là nó ra ha. jQuery càng mới càng tốt. Assist Bootstrap CSS là cái jQuery 1.13 này. Mình sẽ copy jQuery vào trong giờ mình tạo một thư mục nữa là CSS. Nó bỏ jQuery vào này, jQuery smooth run nữa nè. Smooth run này là khi mình boot mình lăn chuột trên web nó sẽ mượt. Come on CSS, này
Anime thì lướt để sau đi. Không ocean. Để sau đi. Style. Mình phải tạo một cái file style của riêng mình. Thì mình tạo một cái new item. Này là cái style, này là cái file này. Ví dụ như mình tự thiết kế gì sau đó thì mình sử dụng cái file style này là của mình. CSS DAO. CSS. Nó kệ đi, mình tạo lại cái gì đó. Sub style. Cứ cấm copy. Kệ đi. Sau đó mình sẽ đổi tên lại. Tìm tìm cái style khó quá. Để xóa hết code đi. Xem lại và mình sẽ rename nó xong rồi. Bây giờ có style riêng, theory bootstrap còn gì nữa. Swift Alert thì mình sẽ tìm Swift Alert, trên Google có nha các bạn. Script theory Swift Alert đâu rồi? Ở admin asset admin không thôi lên mạng luôn. Swift Alert này thông báo là các bạn làm cái thông báo mà như thế này nè. Đấy. Thay vì thường thường nó cái thông báo alert cùi mà như thế này. Đây là alert. Nó đẹp hơn. Đó download thì bây giờ mình sẽ gọi này. Hầu như có rồi. Web alert của mình đâu? Nhiều quá rồi. Đây Swiss Alert. Swiss Alert thì cần Swiss Alert sẽ đến với Swiss Alert min này. Copy nó luôn. Copy nó vào solution trong store. Tạo một cái mục mới tên là Swiss Alert min đúng không? Rồi, dẫn vô Swiss Alex không có chữ R. Thì đem lại rồi thiếu chữ R ở trước luôn. Xong bây giờ thì mình đã tổng hợp tạm thời những quyền này thôi, còn nếu cần thêm thì mình xem thêm. Khi mà tổng hợp những quyền xong rồi thì chúng ta sẽ vào app store, chúng ta sẽ add một class. Class đó đặt tên là bundle. Bundle gì đó, bundle gì đâu. À, đâu rồi, đây bundle confi.cs nha. Rồi giờ chúng ta sẽ xem trong cái bundle này chúng ta sẽ tạo một cái hàm, cái hàm public static void register bundle. Rồi chúng ta sẽ có mưu lại cái này Space Deploy. Rồi, bên rồi Space Deploy. Cái này thiếu thư viện nhé, để vào đây. Thì chúng ta bấm vô cái hình biểu tượng này. Và Window Collection không có à. Link web thư viện đủ không? 1, 2, 3, 4. Web Optimize này để làm cái gì? Các bạn đợi mình một tí, mình kiểm tra. Chào các bạn, bây giờ cái thư viện vấn đề cái đối tượng mà vấn đề collection này muốn sử dụng thì chúng ta phải có cái thư viện system.web.automation. Mà cái thư viện này á thì phải cài thêm bằng NuGet. Thì giờ chúng ta lên mạng và
cài thêm cái thư viện này. Đây mình trường mình sẽ copy cái này đấy, copy. Bây giờ chúng ta mở nuôi ghép của cái Visual lên và chúng ta chạy nuôi ghép nằm ở đâu 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 nuôi ghép Bucket Manager này, Bucket Manager Console nó nằm ở dưới này. Đây chúng ta sẽ dán cái dòng lực này vào và chúng ta install cái web automations. Enter đèn tí, nhớ phải có mạng nha các bạn, sao không thấy gì cả. Rồi báo lỗi cái gì nữa rồi. Để mình kiểm tra lại. Rồi, cái cách này, intron này nó không được. Bây giờ mình sẽ thử một cách khác nữa. Và mình chọn vào reference này. Chuột phải chọn add reference. Xin lỗi, chọn manage nuget budget. Thì ở trên đây mình sẽ đánh cái từ khóa mà mình cần kèm. Điều system tấm web thôi. Chúng ta tìm nó. Chúng on. Rồi. Chấm. Để một tí lâu quá. Rồi. Bây giờ ở đây mình có cái đây Dotless Adapter for System to Web Automate. Tên này giống, không biết đúng không, mình cứ chọn đi Intron. Để một tí. Rồi, Accept cái này cần cho nó. Nó tải thêm một mớ thư viện cho mình. Rồi cloud mình kiểm tra xem. Đây hết bị lỗi rồi thấy chưa. Mình chúng ta đã có thư viện thì có hai cách intron á. Nó hết bị lỗi rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục viết cái bình đầu. Mày nãy dư bỏ đi. Rồi tại viết cái bình đầu ở trong Vulnerable File. Thì bình đầu tiếp theo là như nào đây, window.f new grip rồi include gì đó ở đây á. Đây là script, đây là cái tên mình đặt nha. Grip window là chứa những cái file CSS mình chia riêng ra nha. Thường thường cái file CSS này mình sẽ khai báo ở phần dưới của trang, còn phần CSS thì mình sẽ khai báo ở trên. Bây giờ mình chia làm hai, anh là cái bundle script, đây là cái bundle style CSS đó. Bây giờ mình sẽ copy dòng này, bỏ qua cái thằng của mình. Rồi script bundle.script core, đây là cái đường dẫn mà mình tự đặt. Còn cái này là đường dẫn đến những cái thư viện. Thì ở đây thư viện của mình là store Savory 1.113 đúng không? Thì bây giờ ở đây nó area nó sai hết rồi. Bây giờ mình kéo như này, kéo bỏ gì đó, thì mình sẽ lấy từ đây. Yên nó xịt ngược nữa, đúng là ảo không được. Đi store CSS rồi tới Savory. Đó, như vậy. Đây cũng sẽ mình phải giải tiếp giải switch alert store rồi switch alert cái tên này. Chứ là những cái tên này dùng đường dẫn cho giống vậy. Phải đi cho ăn store switch alert rồi tới cái file đó, file này
bỏ hết mấy cái này. Đây, swissalet.vn.cs đúng rồi. Còn file CS nào nữa? Smoothron, Smoothron nào nằm trong CS. Smoothron. Để cái nào đấy chứ? Smoothron trong CS nằm ở trong store CS. Chúng ta bỏ đi. Rồi. Còn bootstrap thì có bootstrap min. Bootstrap min thì có sẵn ở store. Bootstrap. Bootstrap này mình đặt đó. Store. Bootstrap. Nhờ tới file đó. Đúng chưa? Kiểm tra đúng chưa đây? Rồi, ghi lại xong cái script ban đầu. Cái thứ hai, mình copy như cái này, nhưng mà như vậy luôn. Đây, đồ này chứa CSS nha. CSS bỏ bớt mỡ. Thì CSS thì cần lúc xác minh nè. Nhưng mình copy mấy thằng này lên. Switch alert thì cần thầy switch alert thì không có tin nhiên đi. Sẽ ra đúng chỗ ha. Bút chap. Store bootstrap bootstrap min lắm sẽ đó. Store bootstrap đúng rồi. Switch alert store switch alert đúng rồi. 1 2 2 file set up. 2 file set up như cái sub style này nằm ở cái mục store luôn. Thì mình chỉ có 3 file set up thôi. Đó. Store sub style store lại ẩu đúng chưa? Rồi như vậy là mình đã có được script bundle và style bundle. Cái này là script bundle table enable automation là như vô hiệu. Cái này phải vô hiệu là có hiệu lực, có được cái né. Rồi giờ theo lý thuyết gì là đúng rồi đó, bây giờ mình sẽ lại. Rồi bây giờ mình đã có cái file bundle. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ thử đưa ra ngoài nha. Thì ở đây mình có file index ha. Index từ thư viện mình sẽ bỏ trong cái master page. Master page. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo cái bình đồ ở ngoài đây. Thì cách khai báo như thế nào? Mình sẽ kiểm tra bên đây. 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 Nhìn cái bình. Mình kiểm tra lại xem. Để mà chúng ta xài được cái style grid này á thì chúng ta phải using cái thư viện web.automation á. Thì bây giờ hồi nãy á, nếu mà bạn using vô mà nó vẫn có màu đỏ thì các bạn nhớ là review hay là build cái solution của mình lại. Rồi bây giờ thì nó đã có như thế này. Giờ mình sẽ thử sử dụng một cái thư viện. Thì ở đây nãy là mình có thư viện Swift Alert đúng không? Thì bây giờ mình thử đi. Thử thì thử bên index chứ không thử bên Masterbase làm gì. Index nè. Bây giờ mình sẽ viết một script. Script. Khi mà log trang lên thì nó hiện có thông báo.
bài Sweet Alex. Mình sorry. Somebody function. Rồi. Đây là Alex thường. Để thử Alex thường trước. Xin chào. Bây giờ xem review. Rồi chạy thử. Nó thì có thông báo với Alex bình thường. Lâu quá. Máy chậm quá. Rồi không có hiện luôn. Hiểu luôn ha. Kiểm tra lại. Các bạn biết vì sao mà cái lệnh này nó không chạy không? Thì cái này là mình viết kiểu jQuery mà nó không chạy, thì có nghĩa là cái thư viện của mình á, cái thư viện bên Masterpay nè, nó chưa có chạy. Thì để kiểm tra là đây là code của mình view sổ thì nó ra đây, hai bình đồ nó những thư viện CSS nó gấp gọn lên đây, CSS nó gấp gọn lên đây, thì bấm vô tột, có gì không, không có gì hết, thấy chưa, nó không biết có gì hết. Nếu mà đã có thì nó có một cục, nó có rất là nhiều code ở trong đây là đúng. Thì lý do là mình thiếu một bước để mà cái bundle này nó chạy được á, thì trong cái file global này chúng ta phải đăng ký nó ở đây. Thì có đăng ký đâu, bây giờ mình sẽ tìm cái code đăng ký để mình đăng ký cái bundle của mình vào nhé. Code đăng ký đây, mình copy code đăng ký lại. Copy. Rồi bây giờ xem đây, cái bình đồ cảnh file này nằm trong App Store nhé. Nhất lỗi rồi, con thằng này đây, khai báo thư viện automation hết lỗi luôn. Xong sell cái global lại và tiếp tục lỗi hả, build về hết lỗi ha. Bây giờ chạy thử lần nữa. Nhưng mà hiện Alex đấy, nghĩa là jQuery đã làm việc. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình view nguồn trang và mình thấy đây hai cái window đây này. Thấy chưa? Đây là tổng hợp tất cả các CSS. Nó gọn lại như vậy đó. Đây script con đó bình thường lắm. Rồi. Bây giờ mình thử switch Alex không? Có thử, nghĩa là biết. Vậy là biết rồi, vậy là biết là cái bundle này nó chạy rồi. Muốn thử luôn sứ LS là như thế này. Sao anh chạy. Đây, mình làm sứ LS. Rồi, hôm nay mình làm tới đây thôi. Bữa sau sẽ có cái khác thú vị hơn nha các bạn. Xin chào và tạm biệt.